Nó vậy nè quý vị, phải cho vừa chạy vừa xả như vậy đó. Nó như vậy đó, thông ống là như vậy đó. Ok, phải vừa vừa cho máy vừa quay vừa đút xuống, xong rồi cái vừa xả nước, đút xuống khi mà nó thông rồi bắt đầu mới xả nước. Mà khi mà xả nước xong rồi cái thấy cái đường nước nó chảy thông á, xong bắt đầu mới mới rút ống lên. Rút ống lên thì cũng ống nó vừa quay mà vừa rút, đặng cho nó xả cho này nó sạch, cho nó thật là sạch, chứ không thôi trong này là dơ dữ lắm á. Không thôi là nó dính vô dơ dữ lắm. Đó vậy đó. Đây là nó có cái đồ đạp nè, đạp này. Đạp này xong rồi xịt nước. Xịt nước á, cho nó sạch cái sợi dây á, rồi rút từ từ lên. Có khúc dây nó vàng khè luôn, ghê lắm. Nhưng mà khúc này là thấy nó vàng vàng là thấy chưa? À, ý ẹ. Bây giờ là đang rút ống lên á, hồi nãy là xả hai cái phi nước này luôn á, nó đầy nhóc luôn ha. Một cái phi này là mấy trăm lít á, đổ hai phi xuống xong rồi vừa đổ xuống mà vừa cho máy nó quay, đặng cho nó kêu lại gì nó xả ra đó. Thì khi mà cái đường ống nó là như vậy ha, nó cứ xéo xéo xuống như vậy nè đó. Người mà không biết một cái cục gì hay là cái giấy hay cái gì nó chặn ở dưới đó, bắt đầu nó đầy lên tới trên này luôn, là khoảng hơn 30 mét nha quý vị. Cái này á là 100 feet là 33 mét, mà đúc đi xuống hết dưới luôn á. Nó bây giờ rút lên từ từ mà vừa quay vừa xả, đặng cho nó sạch cái sợi dây. Đó, đây là cái khúc sạch này, thấy chưa? Còn đây là những cái khúc mà còn dính, thấy chưa? Đó, gớm chưa?
Đây, cuối cùng rút lên nó là như vậy. Nha quý vị. Rút lên thì cái đầu nó như vậy, rửa sạch hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ ở trong này nước nhiều lắm, phải chõng này nó cho nước nó chảy ra. Xong rồi quý vị làm xong quý vị nhớ tắt nước nha. Tắt nước không thôi là nó nước nó phồng hoài nó sẽ hư cái đường ống nước. Còn những tiểu bang lạnh á, thì nhớ tắt nước, tại vì tắt nước xong rồi phải tháo cái đầu dò ra luôn nha, tại vì nước ở trong này nó đóng băng á, xong rồi nó đóng băng nó truyền vô trong cái đường ống vô trong nhà là nó sẽ bị bể cái đường đường ống ống đồng ở trong nhà nha quý vị nha. Mấy bên tiểu bang lạnh á nha. Đóng băng á, là bị vậy nha, còn ở bên Cali mà mấy dùng ấm áp thì không sao. Đó bây giờ xong rồi. Xong rồi thì nhớ tắt công tắc này ra. Mình không có đạp cái đó nhưng mà mình cũng phải tắt công tắc ở chính giữa, xong rồi mình rút dây điện ra. Đó bây giờ là nước sẽ chảy nước. Bây giờ mình dội thử coi nha. Đó, nước chảy nhanh là thấy chưa? Nước chảy nhanh thấy chưa? Đó, vậy là xong rồi. Hồi nãy là nước không chảy luôn á, hồi nãy nước nó đọng luôn á. Ok ha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị view video nha. Thank you very much for viewing my video. Like, subscribe, please like, subscribe. Nhớ là bấm mũi tên lên thích nha, rồi subscribe nha. Cảm ơn nhiều. Thank you very much.